sáu chuyện tình, trâu già thích gặm cỏ non, dậy sóng dư luận. Tình yêu chênh lệch 40 tuổi. Cặp đôi ông cháu yêu lệch tuổi, Lý Khôn Thành 59 tuổi và Lâm Tinh Ân 20 tuổi đến từ Đài Loan, từng khiến dân mạng dậy sóng khi bắt đầu công khai tình yêu chênh lệch nhau đến 40 tuổi. Vượt qua vô vàn khó khăn, ngăn cấm từ phía hai gia đình và dư luận, cặp đôi đũa lệch vẫn kiên quyết lên tiếng bảo vệ tình yêu 3 năm tuổi của mình. Đầu năm 2016, vị nhạc sĩ già tiếp tục gây chú ý với tuyên bố sẽ kết hôn vào tháng 11 khi người yêu vừa tròn 20 tuổi. Thế nhưng cuộc đời không ai có thể nói trước được điều gì, đến gần sát ngày, cặp đôi lại đưa ra quyết định sẽ lùi lịch kết hôn vô thời hạn vì Tinh Ân không muốn ngày cưới trùng với ngày sinh nhật của mình. Đám cưới không thành, nhưng cả hai vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận sau khi nhiều chuyện riêng tư của họ bị các trang tin bóc mẽ. Trong khi Lý Khôn Thành bị tố phản bội tình cũ để đến với tình trẻ kém 40 tuổi là Lâm Tinh Ân, thì cô nàng nữ sinh họ Lâm lại bị đồn là đã mang thai 2 tháng. Đứng trước làn sóng chỉ trích từ đâu ập đến, mới đây Lý Khôn Thành đã lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn thất thiệt về mình trong suốt thời gian qua, đồng thời yêu cầu các trang báo mạng Đài Loan ngừng đưa tin về mình, nếu không sẽ đưa vụ việc ra tòa. Người nhạc sĩ lớn tuổi cũng cho rằng chính phản ứng trái chiều của dư luận đã khiến bạn gái ông rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn. Tinh Ân ghét việc tôi là người nổi tiếng, cô ấy chỉ muốn cùng tôi sống một cuộc sống bình thường, Lý Khôn Thành chia sẻ trên trang cá nhân. Hôn nhân 6 năm vẫn hạnh phúc của cặp đôi tranh nhau 45 tuổi. Năm 2011, cụ ông Chakato, năm nay 73 tuổi, vẫn khiến các đấng mày râu khác phải ghen tị khi tuyên bố tái hôn với cô vợ trẻ Ayana kém ông tới 45 tuổi. Trước đó, Ayana thường xuyên bị người khác hiểu lầm và chế nhạo là kẻ hám tiền khi tiến tới với bạn trai đáng tuổi ông mình. Thời điểm ấy, cô gái trẻ còn phải một mình hứng chịu biết bao lời miệt thị từ cư dân mạng vì bị cho là có thói quen tiêu xài hoang phí. Thế nhưng trải qua 6 năm hôn nhân, cặp đôi vẫn đang sống bên nhau vô cùng hạnh phúc và lãng mạn. Chakato và Ayana từng được chọn là nhân vật chính trong show truyền hình thực tế Ningen Kansatsu Variety Monitoringu, tạm dịch là Nếu Chúng Ta Ở Bên Nhau. Tham gia chương trình, Kato đã thông đồng với nhà sản xuất thử lòng cô vợ trẻ bằng cách giả vờ đang lâm vào tình cảnh nợ nần chồng chất. Trái với suy đoán của nhiều người, Ayana cho biết cô luôn sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng chồng vượt qua khó khăn. Cô vợ 28 tuổi còn đồng ý đi làm trở lại để kiếm tiền, hỗ trợ chồng trả nợ, khiến Kato và các khán giả truyền hình vô cùng cảm động. Kể từ sau khi chương trình phát sóng, nhiều người đã thay đổi cách nhìn với Ayana, họ tỏ ra ngưỡng mộ tình yêu không phân biệt tuổi tác của cặp đôi, đồng thời gửi nhiều lời chúc phúc tới Kato và Ayana. Cụ ông 84 tuổi và tình yêu chân thành lúc xế chiều. Cha Long Bác Đi Visit, năm nay vừa bước sang tuổi 84, từng là một đạo diễn phim hành động nổi tiếng của Thái Lan, đã gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với nữ doanh nhân xinh đẹp kém mình 45 tuổi vào cuối năm 2014. Được biết, Cha Long lần đầu gặp gỡ cô vợ trẻ tại một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại Bangkok. Sau mối duyên trời định mệnh đó, Cha Long đã phải mất tới 4 tháng để có thể cưa đổ người đẹp 38 tuổi. Với nhiều người, Cha Long được nhận xét là người chu đáo, chín chắn và có tầm ảnh hưởng rộng trong làng điện ảnh Thái Lan. Không giống những chuyện tình ông cháu ở trên, câu chuyện đũa lệch của Cha Long lại rất được lòng công chúng. Đa số đều tỏ ra ngưỡng mộ, ý chí và tình yêu chân thành của cặp đôi. 66 tuổi, vẫn quỳ gối cầu hôn bạn gái 9X giữa phố. Tháng 1 năm 2015, một người đàn ông 55 tuổi đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc đã có màn cầu hôn gây sốc và vô cùng lãng mạn với cô bạn gái 9X khiến dư luận xôn xao. Trang Sina đưa tin, người đàn ông tên Vương Văn Tuấn, sinh năm 1960 và cô bạn gái tên Trần Lộ, sinh năm 1990. Trước đó cả hai cũng đã trải qua quãng thời gian dài để tìm hiểu và tiến tới tình yêu. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, người thân, Vương Văn Tuấn đã chuẩn bị cho màn cầu hôn của mình với rất nhiều sô-cô-la, hoa hồng và những tấm biển có in dòng chữ Anh yêu em hay Trần Lộ, lấy anh nhé. Vừa thấy bạn gái xuất hiện, người đàn ông họ Vương liền quỳ gối, trao cho cô những lời yêu có cánh. Kết thúc diễn ra có hậu khi cặp đôi đũa lệch tay trong tay, trao nhẫn đính ước cho nhau.
Dù nhận được nhiều lời động viên, khích lệ từ những người ngoài cuộc, nhưng cả Vân Tuấn và cô bạn Trần Lộ đều tỏ ra khá e dè trước những lời phỏng vấn từ báo chí. Cặp đôi cho biết họ không muốn đời tư của mình bị rèm pha quá nhiều trên báo chí và các trang mạng. Trâu già thích gặm cỏ non, kém mình tận bà giáp. Từng được công chúng nhớ mặt khi công khai cặp kè cùng người đẹp thích cởi Can Lộ Lộ, mới đây đạo diễn Đặng Kiến Quốc lại tiếp tục gây chú ý bởi mối tình ông cháu với cô bạn gái mới kém ông đúng ba con giáp. Được biết, người tình trẻ của Đặng Kiến Quốc có tên Vương Diễm, hiện vẫn chưa tròn 20 tuổi. Trước những lời đồn đoán xung quanh mối quan hệ của hai người trên các trang mạng xã hội, vị đạo diễn lớn tuổi tuyên bố sẽ không đi tới chuyện hôn nhân trong thời gian này. Tuy nhiên, ông cũng không giấu ý định muốn có con với bạn gái. Trước khi đến với Vương Diễm và Can Lộ Lộ, Đặng Kiến Quốc đã bị dư luận gắn mác trâu già thích gặm cỏ non với hàng loạt thiên tình sử cùng danh sách bạn gái cũ đều là những người đẹp kém ông cả chục tuổi. Cặp đôi Malaysia. Mới đây, một cụ ông 66 tuổi người Malaysia cũng khiến dân tình điên đảo khi kết hôn với thiếu nữ mơn mờn vừa bước sang tuổi 18. Những hình ảnh chụp đám cưới vô cùng xa hoa của cặp đôi được lan truyền trên mạng, khiến nhiều người khăng khăng cho rằng cô gái đến với cuộc hôn nhân này chỉ vì vật chất. Bởi chẳng có lý gì, một thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp, thân hình đúng chuẩn, lại muốn kết hôn với người đáng tuổi trao mình. Số khác thì cho rằng biết đâu giữa họ thực sự tồn tại thứ gọi là tình yêu bất diệt. Thật không công bằng khi phán xét một người mà chúng ta thậm chí còn chưa được gặp mặt họ. Đến nay, những tranh luận xung quanh cặp đôi đũa lệch đến từ Malaysia vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.